khi ấy xá lợi tử lại bạch phật bạch thế tôn sự thanh tịnh như thế vô đắc vô quán phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh xá lợi tử bạch phật vì pháp nào rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán phật dạy này xá lợi tử vì sắc rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán, vì thọ tưởng hành thức rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán, này xá lợi tử. Vì nhãn xứ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán, vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này xá lợi tử, vì sắc xứ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này xá lợi tử, vì nhãn giới rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán